Sao anh Nhật xin chào các bác. Em vừa về được mấy con lọc khí Daikin Vầng Trăng lên xong phục vụ các bác nhé. Ở trên hình các bác thấy thì em có 5 con. Em lên sóng con này em để mã số 1. Đây là cái điện này, địa chỉ và số điện thoại của em đây các bác nhé. Hai kênh YouTube và hai số điện thoại Zalo. Đấy, em có bán trên Zalo này, trên kênh YouTube. Đây là một con Daikin Vầng Trăng quá đẹp luôn, vỏ nguyên bản, sáng đẹp. Dùng cho phòng 50m² đổ lại, máy chỉ có lau bằng cana, chưa bông má tút tít gì, tháo ra vệ sinh toàn bộ bên trong, tẩy rửa sạch sẽ bằng nước rửa bát xà phòng chứ không có dùng hóa chất gì. Bên em không dùng hóa chất, cũng tẩy rửa như là ủ trắng này các bác nhé. Cùng lắm thì dù những con nào không sáng thì bên em sẽ sơn, sơn thì rất là đẹp và bền màu này các bác này, nhưng nó rất là mất công. Đây, con này thì quá đẹp, các tính năng trên máy này thì eco này, tăng giảm ánh sáng các thứ này. Lọc khí nhanh, rồi là bù ẩm các thứ các kiểu các bác nhé. Không bù ẩm thì các bác tắt đi. Ion timer báo phần trăm độ ẩm, cảm biến mùi bụi mùi. Đây. Bên trong này thì đẹp long lanh luôn. Đặc điểm của cái dòng Daikin Vầng Trăng này là có hai cột lọc tĩnh điện, là nó hơn hẳn các dòng khác. Đây. Nếu bác nào muốn có cột lọc tĩnh điện thì chỉ dòng Daikin này có thôi nhé. Đây là cái dòng VIP nó mới có thôi. Đây. Thanh timer khử khuẩn này. Hôm nay này, 5 cấp lưới lọc màng thô này. Đấy. Màng HEPA này thì em thay mới tinh nhé. Màng này thay mới mỗi lần là 300, trong là một cái màng than nữa. Đấy. Nói chung là về độ lọc lưới lọc của con Daikin này thì VIP rồi, không có con nào bằng được nó đâu. Máy sạch đẹp, vệ sinh sẽ. Ở ngoài ra thì bù ẩm ạ. Các bác dùng điều hòa này, hoặc là mùa đông thời tiết nó khô hanh, hoặc là các bác trong bên trong nó cũng khá là khô thì mình cho nước bình nhà mình bù ẩm thôi. Thế đây là một cái màng bù ẩm zin còn rất là mới này, có bánh răng đặt quay đây thì nó bù ẩm phao nước. Daikin Vầng Trăng rất là đẹp các bác ơi, năm sản xuất của nó là 2014 các bác nhá. Dùng cho phòng khoảng 50m² đổ lại, em bán 3,3 triệu bảo hành 1 năm, có 5 con giống nhau y hệt, bác nào lấy con nào được, giá đều như nhau hết, 3,3 triệu. Số điện thoại đây, các bác có nhu cầu hộ bên em nhé. Chào các bác.